là dòng điện thoại của Samsung A14 5G, 5.190.000 các bạn, giảm 300.000 đồng các bạn nha. Và có hỗ trợ góp phần dòng lãi suất tặng 2 tháng YouTube kỳ miễn cho chúng ta luôn. Quá là tuyệt vời. Về cấu hình thì máy sẽ trang bị chúng ta một màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Chip là Dimensity 700 5G 8 nhân, RAM 4 bộ nhớ 128GB các bạn nha. Cam này selfie dạng hình giọt nước là 13 chấm. Pin 5000 và sạc nhanh là 15W các bạn. Khá là ok các bạn nha. Chúng ta sẽ có một mặt lưng nhám nổi bật với 3 cam với độ phân giải của camera 950, hai cam phụ còn lại là hai pixel và đèn led ở đây. Tuyệt vời. Cảm giác cầm nắm thì rất là đầm tay các bạn. Vì đây là một trong những dòng điện thoại có hỗ trợ mạng 5G của Samsung với một mức giá rẻ nhất luôn các bạn. 5.190.000 giảm 300.000 đồng thì chỉ còn có 4.890 thôi tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh các bạn nha. Và có hỗ trợ góp không trong lãi suất cho chúng ta. Cô chú anh chị bạn nào đang quan tâm dòng sản phẩm giá rẻ của Samsung thì có thể đến ngay Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Còn đối với dòng 4G thì chúng ta sẽ có mức giá rẻ hơn là 4.490 giảm 500, còn 3.90 và có hỗ trợ góp phần trong lãi suất tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh các bạn nha. Khá là ok đối với dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 series. Ở đây thì chúng ta sẽ có dòng điện thoại A24, 34 và A54 của Samsung và đồng loạt đều được giảm giá. Đối với dòng điện thoại A24 thì chúng ta sẽ mức giá giảm là 6.490, giảm 400 còn 6.900.000, có hỗ trợ góp không trong lãi suất, vẫn ưu đãi được 2 tháng sử dụng premium các bạn nha. Còn đối với dòng điện thoại A34 thì chúng ta sẽ được giảm 700.000 đồng. 8490 giảm 700 và có hỗ trợ góp phần trăm lãi suất tại Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh. Còn 6790 thôi các bạn. Đây là A34 5G 128GB. Và đối với dòng điện thoại A54 thì chúng ta sẽ được giảm giá cực sốc luôn, giảm đến 1.500.000 các bạn nha. Đây là phiên bản 128GB, 10.490 giảm còn 8.990 các bạn nha. Quá là ok luôn các bạn ơi. Với mức giá cực kỳ hấp dẫn như thế này. Đó, giá giảm cực kỳ đối với dòng Samsung các bạn nha, từ A24, 34, 54 đều được giảm các bạn nha. Đó, hôm trước thì có bạn hỏi Quyền là sao không thấy cập nhật về dòng điện thoại S23, thì ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật cho bạn xem đây về mức giá giảm tới 21%. S23 128GB là 22.900 và chúng ta sẽ được giảm 5.000.000, chỉ còn có 17.990.000. Và bên đây là chúng ta sẽ có mức giá của dòng điện thoại S23 Plus thì chúng ta sẽ có mức giá là 26.990.000 các bạn nha. Trả góp không lãi suất. Còn bên đây là S23 Ultra 256GB thì chúng ta sẽ mức giá là 31.990.000 và giảm cho chúng ta còn 25.490 các bạn nha, tại Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh và có hỗ trợ góp cho chúng ta không lãi suất. Bên đây thì chúng ta sẽ có dòng Z Fold 4 256GB. Chúng ta sẽ mức giá là 40.990, giảm cho chúng ta còn 35.990 các bạn nha, giảm 5.000.000 đồng và hỗ trợ góp không lãi suất tặng 4 tháng YouTube kỳ premium. Bên đây thì chúng ta sẽ có dòng Z Flip 4 5G 128GB các bạn nha. Đây. Mức giá là 23.990, giảm cho chúng ta 7.000.000 các bạn. Quá là ok và hỗ trợ góp không chậm lãi suất cho chúng ta luôn. 23.990 giảm 7.000.000 các bạn nha. Tuyệt vời không mặt trời chưa. Ở đây thì chúng ta sẽ có A73 của Samsung thì chúng ta sẽ mức giá là 11.990, giảm còn 11.190.000. Cũng đang giảm luôn các bạn nha.